Thưa quý vị, sau hơn một tháng yên bình, Đà Nẵng lại bước vào cuộc chiến mới chống COVID-19. Những khó khăn và thách thức mới tiếp tục được đặt ra, trong đó có công tác kiểm soát tại các chốt phòng dịch nơi cửa ngõ thành phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, việc Đà Nẵng có ca nhiễm COVID cộng đồng sau hơn 30 ngày không có ca mắc mới, một lần nữa nhắc nhở chúng ta không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trong đó, việc kiểm soát lượng người và phương tiện ra vào thành phố tại các chốt kiểm soát dịch lại càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nếu chủ quan lơ là thì rất khó có thể ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch từ bên ngoài. Theo ghi nhận, tại chốt kiểm soát dịch đặt tại dự án tổ hợp du lịch và giải trí Coco Bay, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, vào lúc 17 giờ chiều qua, 19 tháng 6, lượng người và phương tiện qua chốt quá đông khiến công tác kiểm soát dịch gặp nhiều khó khăn. Mặc dù hiện nay việc khai báo y tế khi qua chốt đã được thực hiện bằng hình thức khai báo điện tử, thế nhưng tại một số thời điểm trong ngày, công tác kiểm soát chịu nhiều áp lực do lực lượng mỏng cũng như điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tại một số chốt khác, một số phương tiện ô tô cá nhân chỉ cử lái xe xuống khai báo y tế để qua trạm. Lực lượng chức năng qua theo dõi giám sát đề nghị tất cả người trên phương tiện phải xuống xe để khai báo y tế theo quy định. Tôi đang đi làm trên đường về từ Quảng Nam về Đà Nẵng thì tôi cảm thấy qua những cái trạm kiểm soát dịch như thế này thì tôi cảm thấy những cái chiến sĩ và những nhân viên ở đây là việc rất đảm bảo. Thông thường đi qua đây là khai báo điện tử rất là nhanh. Tôi thấy việc khai báo y tế ở đây rất là cần thiết để đảm bảo an toàn cho mọi người. Hiện lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu lực lượng công an, bộ đội biên phòng và các địa phương tiếp tục siết chặt các chốt kiểm soát chống dịch cũng như các đường mòn lối mở ra vào thành phố. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, một sự chủ quan lơ là đôi khi cũng phải trả giá rất đắt. Vì vậy, cả hệ thống chính trị và người dân cần đồng lòng tiếp tục chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.